sử dụng cây xanh để đổi sách, thả những trái bóng mang theo mầm cây bay lên trời. Đó là những hoạt động chính trong sự kiện Dòng Thời Gian Còn Mãi, một hoạt động dành cho các bạn trẻ để truyền cảm hứng thực hiện những ước mơ của mình, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, vừa được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông vào ngày hôm qua, ngày 28 tháng 9. Hãy cùng đến với những hình ảnh ý nghĩa này cùng với Lăng Kính V6. Học chuyên ngành môi trường, Tô Lan Phương rất yêu thích những hoạt động hướng đến sự phát triển xanh. Hôm nay, cô bạn này đã có mặt ở sự kiện Dòng Thời Gian Còn Mãi để đổi những cuốn sách đã cũ và mang về những cây trồng nhỏ nhỏ. Có một cái điểm khá hay đó là với những bạn mà không có sách cũ hoặc là báo cũ không dùng đến thì các bạn có thể để đến đây rồi đổi lấy cây đem về trồng ở nhà thì làm cho không gian ở nhà thêm xanh hơn, sạch hơn. Những cuốn sách cũ không còn chất lâm sàng trên giá sách mà được mang đi chia sẻ với nhiều người. Ngoài ra, việc thả 120 trái bóng bay mang theo những mầm cây cũng là thông điệp của các bạn trẻ ở sự kiện này. Khi quả bóng bay bay lên cao và nổ ra, mỗi một cái mầm cây sẽ rơi xuống. Nó giống như là những cái ước mơ của các bạn là được gieo hạt và được nảy mầm. Với những bạn trẻ tham dự sự kiện, họ nghĩ gì về ý nghĩa của những mầm cây này? Hoạt động thả may rồi, mình cảm thấy là nó hoạt động rất ý nghĩa. Nó giúp cho mình có một cái gì đó để cố gắng hơn, để giúp mình đạt được ước mơ của mình. Khi mà bóng nó lên cao rồi nó nổ ấy, thì nó rơi xuống đất thì nó cũng tạo ra một số rác thải. Tuy nhiên là nhìn sâu xa hơn thì những cái mầm cây ở trên những cái hạt cây mà ở trong quả bóng bay ấy, khi mà rơi xuống đất, gặp đất họ nó lớn lên ấy, nó cũng góp một phần không nhỏ về bảo vệ môi trường. Giống như những mầm cây, những ước mơ của bạn trẻ nếu được ươm mầm và chắp cánh cũng sẽ bay được cao hơn, xa hơn.